con ạ. Bây giờ cả lớp mình cho cô biết trong tháng 4 này có ngày lễ gì nhỉ? Bạn nào biết nào? Cô mời bạn Ngọc Khuê nào. Đến một lá cờ hình chữ nhật, rồi lại một lá cờ hình tam giác, một lá cờ hình những chữ nhật.